nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái chuyến hành trình đi giao xe. Thì lần này Duy sẽ giao chiếc xe Mercedes-Benz GLA 250 này về một tỉnh ở miền Tây. Thì cái tỉnh này thì Duy cũng vừa mới đi cách đây không lâu các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn có xem, có theo dõi cái clip mà Duy giao xe về cho công ty vật liệu xây dựng Bảy Lành á, thì các bạn sẽ biết. Thì cái lần này Duy sẽ giao chiếc xe Mercedes-Benz GLA 250 này về tỉnh Kiên Giang, thành phố Rạch Giá. Thì cái chiếc xe Mercedes-Benz GLA 250 này á, thì mình bán cho anh Vũ. Thì Duy và anh Vũ gặp và biết nhau cách đây khoảng, Duy nghĩ cũng khoảng hơn 5 năm rồi. Anh Vũ á, trước đây anh Vũ đã quan tâm cái chiếc xe Mercedes-Benz GLA 250 mà một cái phiên bản lần đầu tiên nó ra các bạn, cách đây cũng cũng lâu rồi đó. Thì anh Vũ có đặt cọc cũng như là chờ đợi xe, nhưng mà khi mà đặt cọc á, thì các bạn biết á, là đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLA 250 này á, thì nó là cái chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn 100% luôn, cho nên là để có được một cái chiếc xe cũng giống như là cái màu sắc ưng ý thì thông thường khách hàng phải chờ đợi cũng khá là lâu, cho nên là anh Vũ đặt cọc thì do là chờ đợi cho nên là có một số thay đổi về cái kế hoạch nhận xe, cho nên là tạm gác lại cái việc mua xe. Và mãi đến bây giờ luôn thì anh Vũ mới bắt đầu quan tâm lại, cũng giống như là cũng rất may là vào cái dịp này thì bên Duy đang có sẵn cái chiếc xe Mercedes-Benz GLA 250, cũng như có được đúng cái màu sắc mà anh Vũ đã ưng ý, đó chính là cái màu đỏ. Thì thực sự đối với chiếc xe GLA 250 này á, thì anh Vũ mua xe chủ yếu là cho bà xã anh Vũ đi lại lòng vòng cái thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thôi, chứ không phải là cái chiếc xe mà nhu cầu đi lại chính hàng ngày, cho nên là đối với anh Vũ á, thì thật sự là cũng không gấp. Nếu mà anh Vũ gấp thì anh Vũ đã mua cách đây rất là lâu rồi các bạn. Ok, thì bây giờ không cần nói nhiều nữa, Duy hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào sáng mai nha. Ok các bạn. Giờ là 11 giờ rưỡi rồi, thì hai anh em chạy nãy giờ cũng khá là mệt và anh Sĩ cũng đói bụng, cho nên là ngày hôm nay á, do là có một chút xíu thời gian cho nên là Duy có về nhà và khi mà lên trên đường đi lên tới công ty để đi giao xe như thế này á, thì Duy có chuẩn bị đồ ăn cho hai anh em, thì đó chính là bánh tráng trộn. Thì cái bánh tráng trộn này á, thì lúc mà trên đường mà Duy đi lên, đi mà từ nhà lên đây á, thì Duy có ghé chỗ cục kinh Thanh Đa để mà mua cái bánh tráng trộn này, nhưng mà do cũng chờ đợi khá là lâu cho nên là cũng có hối cô bán bánh tráng á, cho nên là nhanh một xíu, cho nên là cô không có trộn mà cô sẽ để nguyên liệu nó riêng với nhau luôn. Với lại á, khi mà chúng ta mà để cái nguyên liệu riêng như thế này á, đó, thì chúng ta khi nào chúng ta ăn á, thì chúng ta trộn nó sẽ ngon hơn. Bởi vì khi mà xoài mà chúng ta trộn chung với lại bánh tráng á, thì để một lát sau thì nó sẽ tự động nó bẹp lại, rất là khó ăn. Đó, bây giờ Duy sẽ trộn bánh tráng cho các bạn xem nha. Thì cái nguyên liệu của bánh tráng này nó cũng là rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là bánh tráng này là bánh tráng phơi xương các bạn nha, cho nên nó rất là dẻo đó. Và thứ hai nữa là sẽ có là xoài. À, thứ ba nữa là sẽ có muối và có sa tế. Và thứ tư nữa là sẽ có rau răm. Và thứ năm nữa là sẽ có đậu phộng. Và một cái điều coi như là đặc biệt nữa, đó chính là con ruốc các bạn. Thì đặc biệt đối với bánh tráng trộn ở đây á, thì có rất là nhiều ruốc, nhưng mà hầu như không có, không có tôm, không có khô bò, chỉ có ruốc thôi và hành phi đó. Thì bây giờ Duy sẽ trộn lên cho các bạn xem nha. Rồi, bánh tráng trộn này cực kỳ đặc biệt luôn. Các bạn biết bánh tráng trộn này khoảng bao nhiêu tiền không? Rất là to luôn. Chưa bao giờ mình ăn hết bữa bánh tráng trộn này hết á, thì chỉ có 15.000 thôi các bạn. Đó. Ok. Thì để trộn cái bánh tráng trộn này thì Duy nghĩ để trong cái bọc này thì nó hơi khó trộn. Cho nên là Duy sẽ đổi qua một cái bọc to hơn. Thì cô có cho thêm hai trái tắc chứ lại hai cái trứng cút. Ok, Duy sẽ để đây. Ok, bây giờ Duy sẽ trộn lên nha.
Thì do là xoài sống á các bạn, nếu mà các bạn mà ăn bánh tráng trộn này á, Duy nghĩ là để ngon hơn á là các bạn khoan hả trộn, mà các bạn khi nào các bạn ăn các bạn hãy trộn lên, tại vì là xoài sống á, khi mà trộn với lại bánh tráng thì một lát nữa sẽ nó dính lại rất là khó ăn. Ok, bây giờ Duy sẽ trộn lên nha, Duy sẽ để vào cái bọc to hơn. Trộn nhanh nhanh là chảy nước miếng rồi Duy. Thì Duy khuyến cáo cho các bạn, nếu mà các bạn có xem cái clip này á, thì vào buổi tối mà trước khi đi ngủ á, các bạn thì không nên xem nha. Tại vì khi mà các bạn xem xong rồi các bạn thèm mà các bạn không biết đi mua ở đâu luôn á. Tại vì giờ đó người ta nghỉ hết rồi. Ok, thì cái bịch muối á, với lại sa tế á, cô để sẵn á, trong cái bịch bánh tráng trộn luôn rồi. Duy đổ ra đây thì nó đã đổ hết rồi, cho nên là không cần phải đổ ra nữa. Ok, bây giờ Duy sẽ bỏ cái này qua một bên. Thì đó, to như thế này nè các bạn, chỉ cần chúng ta sóc lên thôi. Thì bánh tráng trộn ở đây cô để rất là nhiều cái gia vị, cho nên là nó nằm ở dưới nè, thì các bạn phải chịu khó trộn lên nha. Tại vì bánh tráng trộn á, các bạn hãy nhớ một điều rằng là không có nên gấp ăn đó, chúng ta phải trộn thật là đều lên thì nó mới ngon đó. Mặc dù là bây giờ đang rất là đói bụng, cũng như là cái mùi thơm từ cái bánh tráng trộn cũng như là các gia vị như hành phi rồi ruốc rồi là đậu phộng cũng như là mọi thứ ở trong đây nó bốc mùi lên rất là thơm rồi, nhưng mà mình khoan hả, ăn cứ trộn lên, kiên nhẫn trộn lên các bạn. Anh sĩ thấy rõ không anh sĩ? Thấy rõ. Nhưng mà đó, bây giờ quay vào bên tráng lại thấy cái trang phục của mày. anh sĩ đừng có cho em thấy trang phục chứ. Đó, bây giờ mình phải trộn lên các bạn nha, trộn thật là kỹ lên. Những cái gia vị thì thường nó sẽ nằm ở dưới cái đáy của cái bọc này, cho nên là chúng ta phải trộn lên rất là kỹ. Đó, các bạn thấy không? Đó. Trộn lên. Chưa bao giờ Duy ăn hết cái bọc bánh tráng trộn này hết á. Nếu mà ăn được nửa bọc là rất là giỏi rồi đó. Thì bánh tráng trộn này thì cô có để thêm một chút xíu dầu có tỏi phi á, cho nên là các bạn sẽ thấy là bánh tráng trộn nó có cái màu nó hơi bóng bóng lên nè. Đó, thì tại sao mà để cái tỏi phi này? Thứ nhất là định cho bánh tráng trộn nó dính lại với nhau á. Thứ hai nữa là tỏi phi thì nó cũng rất là thơm, cho nên là nó sẽ ngon hơn. Ok, đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình Duy đã trộn lên, nó chuẩn bị đều rồi. Tại vì khi mà trộn đều lên đó thì các bánh tráng này, cái sợi bánh tráng này nó sẽ tơi ra. Nó sẽ tơi ra và nó sẽ dẻo. Đó, xòi sống á, thì đặc biệt ở đây á, cô sẽ sử dụng xòi sống băm nó không có quá nhuyễn. Đó, tại vì khi mà các bạn băm quá nhuyễn á, nó sẽ dễ bị ra nước á. Để ra nước thì nó sẽ làm cho bánh tráng nó dễ bị bẹp lại, ăn không có ngon. Sĩ thấy sao, sĩ ngon không? Ngon lắm. Anh là thấy chạy nước miếng thèm lắm rồi. Ở Nghệ An của anh có bánh tráng trộn không anh chị? Có, nhưng mà nói chung thì cũng không được ngon như trong này đâu. Thực sự bánh tráng trộn này là một cái món ăn coi như là nó rất là bình dân luôn á. Rất là bình dân luôn, chả có gì gọi là đặc biệt hết á. Nhưng mà rất là nhiều người ưa chuộng á anh chị. Em nghĩ rất là nhiều người ưa chuộng á bánh tráng trộn này nè. Từ những người lớn cho đến những cái người mà trẻ cũng như là mấy đứa nhỏ nhiều khi nó cũng rất là thích ăn. Một lần mình về quê cứ không phải là trẻ con mà là người già cũng dặn nữa. Cũng dặn mình mua bánh tráng về. Anh sĩ mấy cái em nghĩ là cái người Việt Nam mình mà khi mà đi xa quê hương á, anh chị chẳng hạn như là Việt Kiều đó, chắc em nghĩ cũng thèm cái này lắm. Coi cái clip này chắc cũng chịu không nổi đâu. Đó, anh chị ơi, sắp được rồi anh chị ơi, chịu khó trộn lên các bạn nha, phải trộn càng nhiều nó mới càng tơi bánh tráng ra cũng như là nó mới ngon được. Ok, bây giờ quên, Duy sẽ để vào một trái tắc chứ. Trái tắc. Đây còn một xíu tắc thôi. Tại vì chắc có xòi sống rồi nó hơi chua rồi. Cho nên là Duy sẽ để vào một chút xíu tắc. Một chút xíu thôi. Bánh tráng này to quá anh chị ơi, cái bịch này chắc hai anh em mình ăn không hết luôn á.
Tắt thơm quá. Nuốt nước miếng rồi đó chị. Ok các bạn xem cái clip này, nếu mà các bạn mà có giống như Duy là có nuốt nước miếng thì các bạn comment cho Duy biết nha. Giống mình thì comment cho mình biết nha. Ok, bắt đầu là Duy ăn thử nha. Mình sẽ gấp cái chỗ nào mà nó có nhiều cái gia vị cũng như là có nhiều xoài. Thử nha, thử miếng nha anh chị. Anh sẽ chịu khó nha. Anh thử đi. Em sẽ thử trước nha. Mời tất cả mọi người nhé. Thế nào? Rất là ngon á. Không biết là do cô bán tráng trộn này á, cô bán ngon hay là mình trộn ngon á. Thì mời các bạn nha. Bữa bánh trộn to lắm các bạn, 15.000 đó. Thật sự chưa bao giờ mình ăn hết bữa bánh tráng trộn này đâu. Duy nghĩ là cũng khoảng là 3 người mới ăn hết á. Bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Đói bụng lắm rồi. Duy ăn thử một miếng nữa. Gấp cái chỗ này nó có nhiều xoài với lại có nhiều ruốc nè anh sẽ thấy không. Thử cái này nha. Thôi anh sẽ dừng lại đi, anh sẽ ăn đi để mất công anh sẽ thèm nha. Ok, cảm ơn các bạn. Sao này? Để quay anh sẽ nha, anh sẽ ăn đi. Mời tất cả mọi người nha. Ngon không chị? Cái này ngon lắm, mình có thể một mình ăn hết được cái này luôn á. Vì anh ăn ăn hay anh em á. Nhưng mà anh ăn hết bịch này chắc anh uống mấy chai nước anh chị. Đó, mình mua chai nhiều, mình mua nhiều rồi mà, mình mua đâu 5 chai rồi đúng không? Ừ, mới mua 5 chai nước. Bữa nay anh sĩ mua cho vợ anh sĩ ăn thử. Nha, chắc chắn rồi. Bữa nào cần thì nói em mua cho gần nhà em, mà nhưng mà buổi chiều mới có bán. Vợ mình cũng là một fan của bánh trắng á. Anh sĩ có câu chuyện nào về bánh tráng trộn không, kể cho anh em nghe coi. Có kỷ niệm nào về hai vợ chồng hay là có kỷ niệm về bánh tráng trộn không, kể cho anh em nghe coi. Về bánh tráng này thì chỉ có cách đây cũng chắc cũng 3 tháng rồi nhỉ. Có hôm mình giao xe cho một ông khách người Tây Ninh á. Tây Ninh thì là trùm bánh tráng thôi mà. Ừ, bánh tráng trộn Tây Ninh á. Ừ. Thế là hôm đấy lúc giao xe xong thì chú ấy có tặng cho mình một cây bánh tráng trộn mà mình cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà nó nhiều lắm luôn á, chắc phải cả chục ký luôn á. Mà yeah, lúc về thì coi như mình cũng không biết làm sao mà ăn hết được cái đấy. Thôi thì mình là dạy trò mà, thì trong dạy trò cũng quen biết nhau, thì phát cho mỗi phòng mỗi chia nhau mỗi phòng cỡ tầm 1 ký gì đấy. Vậy hả? Ừ, ăn hết 10 ký bánh tráng trộn đó chắc hả ngán luôn anh chị. Chú đó chú mua xe Mercedes gì vậy anh chị? Trước đấy Galaxy 200, cái đấy hình như xe của Thông hay là Vũ gì đấy, mình lâu rồi mình cũng không nhớ lắm. Mà chú ấy là mua xe đi trong ngày, là lấy xe về trong ngày luôn á. Đi buổi sáng là lấy xe buổi chiều luôn á. Là sáng lên mua xe, rồi chiều trở về luôn. Đúng rồi. Ừ. Hay ha. Nói chung mua xe mà trong ngày á thì cũng được, nhưng mà chạy với tờ mệt lắm. Nhiều khi thiếu sót cái này, thiếu sót cái kia á. Không, lúc đấy là theo như mình biết thì cái Galaxy 200 đấy là xe bên kho rất là nhiều. Thì cũng có thể là dễ, còn ví dụ mà nếu mà mua những cái dòng ví dụ như E300 hoặc là thời điểm đó chưa có E300. Nói chung E hoặc là mấy dòng này nè, GLA 250 này nè, hoặc Galaxy 300, mấy dòng đấy thì cũng không thể lấy trong ngày được.
Tùy vào lúc mà dòng nào nó sẵn xe á. Anh sẽ ăn bánh tráng trộn chỗ này có khác với mấy chỗ khác không anh sẽ? Khác chứ. Cái này cảm thấy nó ăn có thể ăn được nhiều hơn ấy, nó không ngán. Mà cảm giác là nói chung mình thấy là rất là ngon á. Ờ, rẻ quá ha, có 15.000 à. 15.000 thế này quá rẻ luôn. Lần rồi thì ghé mua bánh mì ốp la ha. Lần này em có chuẩn bị bánh tráng trộn, lần sau có mua ăn bánh tráng trộn nữa thì nói em mua nha. Đúng rồi, hôm sau hôm nào mà vợ anh mà xem cái clip này chắc chắn kiểu gì cũng bảo là dặn bác Duy mua. Ok thôi ăn đi, em sẽ ngừng lại đây. Giờ tới đâu rồi anh Sĩ? Bây giờ mình tới địa phận Kiên Giang rồi đó, vừa mới qua cầu Vàm Cống ấy. Thì còn khoảng 60 cây nữa mình tới. Đường này nó khó đi nên chắc mai mình đi khoảng tầm 2 tiếng là mình tới thành phố Rạch Giá đấy. Ok thôi giờ ngủ ha. Rồi ok mình ngủ thôi. Tiếp đây thì dự kiến còn khoảng hơn 50 cây số nữa sẽ đến thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, thì chắc là khoảng tầm 9 giờ sẽ đến đó. Hẹn gặp lại các bạn ở Rạch Giá Kiên Giang nha. Thì đây là cái địa phận của Cần Thơ các bạn nha. Còn ở Thốt Nốt thì hai anh em bắt đầu là mua cà phê và uống để lên đường đi tiếp đó. Ông chủ cũng đang pha cà phê. Anh Sĩ đang kiểm tra xe các bạn nha. Tại vì khi mà chạy xe á, nó vẫn có cái hiện tượng giống như là bị nảy bánh xe á. Thì không biết tại sao, anh Sĩ đang kiểm tra. Thank you.
sao sáng giờ? Chạy vô trong gian giống á, giống cả đu á. Vợ anh đâu? Xã đâu? Nó đi lên giá vợ. Trời ơi, đi dữ. Để nửa giờ chẳng tặng nó được rồi. Để giờ anh tặng vợ anh nha, để nó héo nha. Hoa đẹp lắm á. Nè. Nè. Chụp hình cái đi anh em, chụp hình cái đi. Cái gì vậy? Quay luôn. Chụp hình cái đi. Lấy điện thoại ra chụp đi. Để em nhờ ông anh kia chụp nè. Đứng bên đây này, qua bên đây đứng trước đầu xe. Đây cũng được rồi, đây cũng được rồi. Đó, cũng được rồi nè. Đậu xe đây luôn hả? Đây nè. Ở bỏ đây luôn hả? Ở đây hả? Má bỏ chỗ hả? Má nha. Ờ. Hai xe má nè. Đi lò. Đi lò ra quán cà phê đi. Rồi có gì ra quán cà phê. Ủa tôi nấu cái đây em đâu hết. Ở đi xe tải luôn. Yeah. Ở đây đẹp quá, đường sáo đẹp quá. Chính là gì? Vậy này chứ tới chỗ bà nhưng tới chỗ nào đấy tới tới bà hồ tới tỉ quẹo phải à. Xe này dài không bác? Xe này dài chứ. Xe này chở chiếc máy bắt còn được mà, cho nên chở chiếc máy bắt dài 5,5 m còn được mà. Đúng rồi, này đúng không? Đúng rồi, cái gì kìa? Thôi rồi. Đây được chưa anh? Rồi. Dữ hả? Ủa, quá sao quê rộng vậy? Ở đây có khu đất người. Bự. Đây chị ăn gì không? Có ăn không ăn nữa đâu. Thì, ăn chưa? Nãy sáng sáng một xôi rồi. Nãy ăn xôi nê nê. Nãy đi ăn bún cà ri rồi đó cũng ngon lắm. Bún bún mà cho anh nước thôi, uống nước đi. Nước ăn mạnh lắm mấy cái. Duy Duy ơi. Duy nè. Nè quay chỗ này nè. Đeo xe là bắt quay phim hoài vậy đó hả? Ồ vậy. Chỉ khoai bắt quay vậy hả? Dạ. Anh lên quyền như canh sao mà trên mạng nó đừng có chửi nha anh. Anh sĩ. Ủa lên mạng nữa hả? Má nó chửi ghê lắm á. Clip mà anh lên, anh lên YouTube đi anh thấy quá trời luôn nè. Nhiều vậy, nhiều miếng vậy em. Có ba người quá trời miếng luôn nè. Tưởng là uống cà phê. Một ly trà, một ly nước. Ba người sáu cái. Nãy giờ chạy ra cảng hả? Ừ vậy. Quán cà phê to quá nhưng mà ít khách. Anh này, anh này ở đông lắm. Có 7 nhịp có đông lắm. Vậy hả? Cái này bây giờ hết. Đẹp quá em biết ngon quá. Trời ơi, miếng đất này nó không ra được phía trước, được phía sau luôn nè. Ăn mặt tiền nè. Mặt có mặt chính đó. Ừ rồi. Mặt đường này mặt đường cụ à. Miếng này chắc là... Không, này nó vuông ta. Sẽ để đây không đem về.
không qua chỗ đây hả? Không. Dạ em không đi xuống. Cái mới này phủ xưa mít gì đó bình thường rồi phải không? Chốc. Hả? Tính phủ xưa ra mít hả? Ừ. Chốc. Nó mua rồi vậy không. Đi ra mày. Sao? Không có gì không? 10 triệu nữa đó. Vậy hả? Ủa, mối gì gửi xe. Phủ ủng hộ anh em hả? Thôi kệ ủng hộ tụi nó đi chứ phủ hay không phủ thì cũng em nghĩ chắc cũng không cần thiết lắm, nhưng mà ai biết anh cũng ủng hộ thì ủng hộ cho nó. Vậy hả? Phủ làm chi? Sáng giờ uống cà phê chưa? Chưa. Vô kho sáng tại có người bạn ở bên Mỹ nó về đây chơi nè, mới cho tài xế chạy xe đưa nó về Long Xuyên. Long Xuyên hả? Hôm nó ngủ ở nhà đây nè, bạn mấy chục năm rồi. Mấy năm. Uống cà phê uống đường dữ vậy hả? Em ít uống cà phê lắm. Không uống cà phê. Đây ngày hai ăn thử. Dạ. Thì chưa được chịu uống cái nữa. Giấy tờ mày để đâu kia? Để trong xe. Xe tải luôn. Trong đó ba lô của em á. Phơi cho nó ráo trước hả? Phơi cho nó khô luôn á. Phơi khô luôn hả? Phơi thường mấy ngày nó khô? Khô phải 6-7 tiếng à. Tại vì bỏ xuống hầm máy á, lấy hơi nóng của máy mình chạy đó, với quạt thổi nó. Thổi nó khô luôn ha. Đâu cần phơi nắng hả? Không phơi nắng phơi không kịp đâu, không đủ. Đâu có độ diện tích đâu phơi, đâu có chỗ đâu phơi. Số cái xuồng số máy thằng Di cài gọi hết hả? Em cài hết rồi. Dán như hồ sơ hết rồi không? Anh giờ đang khai ấy là xong cái gì? Em chưa có dán hồ sơ, em để sẵn ở ngoài cho anh thôi. Thì nữa anh à làm cái gì? Để anh khai thế. Mình là con đứa cái đường đâu quá, mình đâu đi khác thì con đi ra. Bẩm thấy trong hãng mẹ có chiếc 7, 19 gì cho nó thôi, thôi cũng mồm luôn rồi. Nguyên hết. Ủa nhiên hả? Bấm lên không à. Lo không được sao? Bữa rồi khách em bấm, bên em bấm với khách. Ở gì 33979. 33979 luôn hả? Ừ, 33979. Chứ là chiếc V, chiếc V là 7 chỗ á. V 26 đó hả? Chiếc V 7 chỗ. Cái này em số cung số máy cho anh hai bộ nha. Ừ. Còn này mấy cái thẻ đến nữa em đi bảo dưỡng. Còn cho ba thẻ à? Cho ba thẻ. Ba thẻ mười mấy triệu rồi đó. Một thẻ khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu mà. Mỗi lần làm không? Bảy 7,000 hả? 8,000. 8,000 bảo dưỡng lần. Bảo hành thì có sổ hả? Bảo hành thì bảo hành trên hệ thống của Mercedes-Benz. Nó sẽ căn cứ vào cái ngày xuất hóa đơn trong 3 năm. Ha. Cái hạn như của mình xuất hóa đơn ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì anh phải 31 tháng 12 cộng vô 3 năm là 22 tháng 12 năm 2022. Nó sẽ hết hạn. Nó căn cứ theo cái ngày xuất hóa đơn. Trên hệ thống thôi à, anh đem tới là Mercedes-Benz họ có trên luôn trên hệ thống của họ. Chứ không cần có sổ bảo hành mỗi gì hết á. Ha, còn mấy cái này là giấy hồ sơ gốc này nha. Ba cái này rất là quan trọng cho cái xe của anh. Cái này là đem về bỏ cái xác giùm em. Đó. Thì thôi. Mấy kia là gì? Photo luôn. Còn mấy cái giấy này thì em đi photo sẵn cho anh để mà anh tờ khai rồi hả? À. Cái này tờ khai nè. Tờ khai. Cái nào có liên quan tới đăng ký đó thì đăng ký sẽ để thôi. Cái nào không tờ thuế nè, tờ thuế nè. Tờ thuế nè. Thì em để sẵn cho anh hết rồi. Còn cái này là mấy cái giấy tờ em photo để mà cái người mà đi đăng ký xe cho anh họ khỏi cần photo. Nha. Để chung ở đây nhé. Cái này số khung số máy kẹp vô đây nha. Bây giờ lúc 9 mấy tối giờ, tới giờ mới tới. 9 giờ mấy tối tới 9 giờ mấy sáng mới tới. Thì chạy thi đi. Thì đi rồi hai thằng ngủ nữa. À.
Rút được hả? Qua cầu mình cống ngủ. Ngủ 2 sáng ngủ tới mà 7 giờ to, 7 giờ sáng. 2 giờ sáng ngủ cho 7 giờ sáng ngủ. Ly bì luôn. Xong rồi ngủ xong rồi đi tiếp. Ngủ đâu? Ngủ xe luôn hả? Ngủ xe. Ngủ xe. Ông mới lạnh ngủ. Ông tắt quạt, ông mở kiến xuống, ông tắt máy, ông mở kiến xuống. Trên xe có quạt gió này, tắt máy bật quạt thôi. Đêm nằm lạnh luôn. Lạnh muốn chết. Mở kiến xuống xíu lạnh. Cho nó một hơi chấm nó quá sương. Sương á. Trong buổi tối thì lúc nào cũng lạnh. Cuối năm ở đây bận lắm, chú vào bận lắm bận. À, về vô sắp xếp qua Tết rồi. Tao em vô chưa? Nãy vô hả? Em nghe chị. Vô đây em dạy 4 cặp thôi. Không em. Vô mà phân cá lên mắm rồi sửa chỗ. Lắm. Là anh phải kiểm tra hả? Ờ. Kiểm tra cá lên bao nhiêu hả? Ủa bây giờ chị có thể... Nhưng mà chủng, mỗi cái tàu nó có một thằng lính mà không? Có thằng đại theo dõi không? Có thằng đại công nó cũng câu đâu, nó cũng câu là biển thôi, giờ bờ thì nó cũng mệt mỏi rồi, nó cũng dạ, còn cá Bình Dương là... Tiền cũ của mình. Cá Bình Dương là bao giờ phải chuyển sang chị? Mình và anh Sĩ mới vừa giao chiếc xe Mercedes-Benz GLA 250 cho anh Vũ xong. Khi mà đến nơi giao xe thì mình phải đợi anh Vũ trong khoảng tầm 15 phút bởi vì anh Vũ đang có rất là nhiều việc ở ngoài cảng, bởi vì những cái tàu cá của anh Vũ đang cập bến và anh Vũ phải trực tiếp để mà kiểm tra cũng như là thống kê lại cái sản lượng đó. Thì mình chỉ gặp được anh Vũ giao xe trong khoảng tầm nửa tiếng thôi các bạn, và bây giờ hai anh em bắt đầu xong và quay lại thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì bây giờ Nhi xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Nhi qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.